Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái nội thất của cái con đồng hồ Super Very xịn sò này của bạn nha. Đấy, đây cái màn hình của nó rất là đẹp. Và cái thứ hai nữa là cái đồng hồ này sau khi mình tháo xong thì mình sẽ lắp lại và để dùng. Nên là cái này thì mình sẽ tháo thật cẩn thận của bạn nha. Cái đồng hồ này có những cái tính năng gì hay thì các bạn hãy xem đến cái phần sau video này nhá. Mình sẽ review cho các bạn chi tiết. Còn đồng hồ này giá của nó rất là rẻ, nó chỉ có hơn 700.000 thôi các bạn ạ. Mình nhớ không nhầm là thế các bạn. Đấy, rất là đẹp và xịn sò luôn. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái vít thích hợp để tháo nó ra. Thì cái thương hiệu Blizzard World này này, nó ra đời từ năm 2015. Thì nó bắt đầu từ là từ điện thoại các bạn ạ. Bây giờ thì nó cái Blizzard World này nó phổ biến ra các thiết bị ngoại vi như là máy tính hay là nhà thông minh hay đồ dùng văn phòng này. Đấy, thì mình rất là ưng ý với các sản phẩm của Blizzard World này. Cái lý do của nó là nó bền này, bền bỉ này. Và nó có một cái thiết kế rất là đẹp. Mình phải công nhận cái điều đó các bạn ạ. Các cái sản phẩm của Blizzard World này, nó mình phải công nhận một điều nó rất là đẹp luôn. Đấy, đây thì đèn nó cái đèn nó sáng này. Và cái thứ hai nữa là nó bền. Mình dùng rất là nhiều các cái sản phẩm của Blizzard World này, loa cũng mấy cái Bluetooth này. Rồi là cả gimbal này. Rồi là cả đồng hồ, bây giờ đến là đồng hồ này. Rất là nhiều luôn. Đấy. Thì trong cái tháng 12 này, cái thương hiệu Blizzard World nó sẽ tổ chức một cái gọi là cái chi ân khách hàng cuối năm, nó dành vào tháng 12 hàng năm. Thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link mình để trong phần mô tả của cái video này. Wow, nhìn nội thất nó xịn sò vãi các bạn ạ. Trước tiên là mình sẽ tìm cách là tắt nguồn nó đi đã nha. Thì con này có khả năng chống nước. Chống nước như thế nào thì lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ tắt nguồn đi đã. Thì các cái sản phẩm của nó ấy, người ta được khách hàng người ta tin dùng. Nên là trong cái lễ hội cuối năm này thì người ta sẽ tổ chức một cái gọi là cái chi ân. Thì giá của nó sẽ giảm đi rất là nhiều. À, cái con loa lần trước mình review cho các bạn nhá, thì nó đang rất là gây hot, thì mình sẽ để liên kết luôn ở dưới đấy các bạn nhá. Ai muốn mua thì chỉ cần vào đó và mua. Đấy, trước tiên là mình sẽ phải cách ly cái màn hình nó ra nhá. Bọn chờ chút. Thứ nhất là cả màn hình, thứ hai là cảm ứng. Đây này, cáp cảm ứng này các bạn này. Đấy. Con này mình thấy nó rất là đáng tiền đấy các bạn nhá. Không phải vớ vẩn đâu. Quên không lấy cái nhíp để dùng dao này thì hơi nguy hiểm. Đây rồi. Đấy. Bọn chờ một chút để cách ly nốt cái cảm biến nhịp tim đằng sau nhé bạn nha. Thế con này có rất là nhiều tính năng ưu việt luôn. Phải nói một câu là rất là ưu việt. Thứ nhất là đo nhịp tim này. Thứ hai đo đo cái gì nhỉ? Huyết áp nhầm. Cứ hay bị quên bạn ạ. Đo huyết áp. Đấy, cái thứ ba nữa là đo nồng độ oxy trong máu, thì ba cái tính năng này rất là quan trọng luôn. Đây, thì mặt trước nó là cái màn hình, đằng sau này cụm cảm biến của này. Đấy, thôi những cái cụm cảm biến này thì mình sẽ không ấy ra nhá các bạn nhá, mình sẽ không cạy ra nữa nhá, bởi vì là nó cạy ra thì khả năng cao nó sẽ bị hỏng. Và cái đồng hồ này thì mình không muốn là nó hỏng một chút nào, bởi vì mình muốn là mình còn sử dụng nó lâu dài. Bên trên nó sẽ là một cái panel màn hình. Đấy, panel này màn hình này là tròn luôn các bạn nhá, full cảm ứng luôn. Màn hình tràn hết ra cái cạnh này luôn. Đấy. Rất là đẹp, nói chung rất là đẹp. Thì đây nó là cái nội thất của nó đây. Chỗ này sẽ có một cái motor rung. Cảm giác cái main nó không được xịn sò cho lắm. Nhưng mà sao nhiều tính năng hay thế các bạn nhỉ? Ở dưới này nó có một cái pin 180mAh. Thì cái pin này khả năng nó giống với cái pin của cái con đồng hồ Seiko. À nhầm, cái con Seiko nhái ấy. Hôm nọ mình cho các bạn xem rồi đấy. Đấy. Thì cái con này nhá, nó sử dụng một chip là, đây có cái logo của Ritech các bạn ạ. Đây, Ritech. Đây cái logo của Ritech này. Đây, con cua này các bạn này.
Đấy, RTL8762CK. Đấy. Và một cái con này bên cạnh là con gì thì mình không rõ, mình chưa có tra. Đây xuống cái màn hình nó kết nối cáp này. Đây các bạn ạ. Bên cạnh là cáp cảm ứng này. Và dưới đây là cáp nhịp tim. Đấy. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà nhiều tính năng hay thế không biết. Đấy, thì vậy thì mình đã cho các bạn xem chi tiết cái nội thất của con này rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm này nó có những cái tính năng ưu việt gì các bạn nhé. Đấy, đây, thì đây nó là cái gioăng chống nước. Mình sẽ không được phép loại bỏ cái gioăng này, bởi vì là cái này mình còn phải để mình sử dụng nữa. Cái này đeo thì rất là đẹp luôn. Ok. Đây là cái hộp của cái đồng hồ BWHL3 các bạn nhé, của thương hiệu Blazer Cool các bạn này. Đấy. Thì là mình rất là thích các cái sản phẩm của thương hiệu này nên hôm trước mở hộp cái con loa Bluetooth của cái thương hiệu Blazer Cool này. Thì là nó làm mưa làm gió luôn các bạn ạ. Các bạn có thể xem lại cái video mà mình mở hộp lại cái con loa đấy nhá. Ở liên kết trong phần mô tả video này. Đấy, con đang làm mưa làm gió đây. Và đây cái đồng hồ thì mình bỏ ra đây rồi các bạn ạ. Đấy, đây chính là nó nhá. Bỏ ra để sử dụng thử cái trải nghiệm nó trong vòng một số ngày. Hôm nay đưa ra cho các bạn những cái đánh giá nó khách quan nhất trên cái đồng hồ này. Đây này, Richard Wall Smartwatch các bạn này. Đấy. Ok, cái con này có cái màn hình của nó rất là đẹp các bạn nhá. Và cái độ sáng của nó cao nữa. Thì mình rất là thích luôn. Thì cái con này nó có cái Bluetooth 5.0 này, dung lượng pin 180 mAh, có thể làm việc liên tục 57 ngày. Đấy, nó rất là nhẹ, là chỉ có 62 gram và kết nối được với iOS 8 và Android 4 trở lên. Đấy, đây là cái hộp của nó này. Thì trong cái tháng 12 này đấy, thì cái hương hiệu Blizzard World là người ta tổ chức cái lễ hội cho người hâm mộ thường niên vào những cái tháng 12 hàng năm các bạn này. Cứ tháng 12 là cái thương hiệu này người ta sẽ tổ chức cái lễ hội. Năm ngoái hình như mình cũng được tặng một gimbal các bạn ạ. Năm nay thì chưa thấy nó năng gì. Đây là hướng dẫn sử dụng thôi. Năm nay chưa thấy nó năng gì. Mình mua cái đồng hồ này. Hình như cái đồng hồ này chỉ có giá là hơn 700 nghìn sao ấy. Nói chung là nó rất là rẻ. Đấy. Thì liên kết mua về trong phần mô tả nhé. Anh em nào muốn mua thì có thể truy cập vào đó. Sau sự kiện giảm giá từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 12 này là các cái sản phẩm giảm giá rất là mạnh luôn các bạn ạ. Như con loa hôm nọ review nó giảm giá gần nửa tiền, mua thì hơi bị lãi. Đây là cái sạc 5 châm. Các bạn lưu ý cái sạc 5 châm này nhá, nó chỉ có thể hút được cùng chiều thôi. Ngược chiều nó sẽ đẩy các bạn nhá. Đây này. Đấy, nó không vào được. Đúng chiều cái đặt vào nó hút luôn. Cái sạc này là chúng ta sạc trong vòng khoảng 2 tiếng, chúng ta dùng 7 ngày các bạn nhé. Một sticker của Blazer World thì chỉ trong hộp nó chỉ có thế thôi. Đấy. Thì đến đây là cái đồng hồ của chúng ta. Thì cái này nó có rất là nhiều mặt đồng hồ khác nhau nhá. Trong cái đồng hồ, trong cái thân đồng hồ này thì nó có một số cái mặt đồng hồ đây các bạn này. Đây là 1 này. Đấy. Đây là 2, đây là 3. Đây là 4. Nhưng mà mình trong cái mặt đồng hồ tùy biến này các bạn ạ, mình thích mình để ảnh anh của mình vào cũng được. Thì trên điện thoại nó cài một cái ứng dụng, một tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy. Thì cái dây này các bạn này, dây này nó là cái dây da, à không phải dây da, dây cao su. Thì nó rất là mềm, cái thứ hai là nó bền. Đấy, nó mềm và nó bền. Tuy nhiên là nó kém sang hơn dây da các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta không thể đòi hỏi được với một cái sản phẩm giá rẻ như này. Đấy, và chỗ này nó sẽ có một cảm biến nhịp tim. Thì đây nó là cảm biến thực các bạn nha. Đấy, cảm biến thật nha các bạn nha. Nó có thể đo được nhịp tim. Và đây bây giờ mình sẽ sâu qua cái tính năng của nó cho các bạn nha. Cái tính năng đầu tiên mình muốn nói đến các bạn là đó là cái tính năng đưa lên để bật các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái tính năng chống nước. Thì cái này có khả năng chống nước ở tiêu chuẩn IP68. Và lúc nãy mình có thể nhúng thử cái này vào nước, nó vẫn hoàn toàn bình thường các bạn nha. Đây, thì đây nó là hai cái tính năng rất là quan trọng, nó bảo vệ cho cái đồng hồ ra nó an toàn là một. Cái thứ hai nó cho chúng ta cái thao tác sử dụng tiện hơn rất là nhiều. Có một cái màn hình 1.54 inch ở chỗ này. Mà đây nó là cả màn hình cảm ứng full luôn các bạn nha, màn hình tròn full luôn. Đấy.
Cái thứ hai nữa là nó có các tính năng này. Thứ nhất là đo bước chạy, đo quãng đường mà chúng ta đã chạy. Đây gọi là tính năng thể thao bạn ạ. Và nó tính được cái lượng calo mà chúng ta đã tiêu thụ trong cái quãng đường chúng ta chạy như thế. Đấy, rất là hay. Cái thứ ba nữa là nó có thể đo được nhịp tim này là nhịp tim thật các bạn nha. Các bạn chờ chút này. Đấy, nói chung là lúc đầu thì nó đo hơi lâu một tí, nhưng về sau thì nó đo nhanh không. Thôi, cái chỗ này thì mình sẽ chèn một đoạn video vào để cho các bạn xem nhá. Chỉ chờ ở đây. Đấy. Cái thứ ba nữa là đo được cái huyết áp. Cái này rất là quan trọng đối với kể cả là thanh niên hay là người già các bạn nha. Bởi vì là cái ở Việt Nam chúng ta cái tỷ lệ đột quỵ gần như là cao nhất thế giới luôn các bạn ạ. Đây thì các bạn có thể thấy là cái huyết áp tối đa của mình đang là 114 này và huyết áp tối thiểu đang là 73. Thì đây là nó là một cái ngưỡng an toàn nha các bạn nhá. Đối với người bình thường thì như thanh niên thì nó sẽ là từ 100 cho đến 130 các bạn ạ. Thì cái blood oxygen này tức là cái nồng độ oxy bão hòa trong máu các bạn ạ, thì cái ngưỡng bình thường của một người ấy, thì nó rơi vào khoảng từ 95 cho đến 100%. Thì cái đây là 98 này nó là một cái ngưỡng rất là an toàn rồi. Thì nếu như ai mà thấp hơn 95% ấy thì tức là chúng ta phải hít thở nhiều hơn và sống ở trong một cái môi trường có giàu khí oxy hơn. Đấy thì mình nghĩ ba cái tính năng này nó là rất là quan trọng các bạn ạ. Thứ nhất là đo nhịp tim, cái thứ hai là đo huyết áp và cái thứ ba là đo cái nồng độ oxy trong máu này. Ba cái tính năng quan trọng nhất trên cái đồng hồ này các bạn ạ. Giờ còn nhiều tính năng nữa các bạn ạ. Ok, thì cái đồng hồ này có thể kết nối vào cái điện thoại để chúng ta có thể là tùy chỉnh cái mặt của cái đồng hồ này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cho các bạn xem khả năng kết nối của nó vào điện thoại nha. Thì đây, ở trên cái điện thoại bây chúng ta sẽ tải cái ứng dụng có tên là Glorifit thì các bạn này. Glorifit thì về chúng ta kết nối Bluetooth với lại cái đồng hồ này các bạn nha. Đây mình đã kết nối với lại cái Bluetooth BVKHL3 này. Thì là nó sẽ vào đến trong cái app này tự động nó nhận dạng cái đồng hồ của chúng ta các bạn nha. Thì cái này mình đã kết nối được mấy ngày rồi. Thì là nó hiển thị ở đây hết. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ tùy chỉnh được vào cái mục device này nhá. Thì chúng ta vào cái dashboard này này. Chúng ta thích cái mặt đồng hồ nào thì chúng ta nhấn vào cái mặt đồng hồ đó, cài cái mặt đồng hồ đó vào các bạn ạ. Đây ví dụ mình dùng cái này nhá các bạn nhá. Thì ta nhấn đồng bộ lên này. Thì một lúc nữa là nó sẽ cài chúng ta cái mặt đồng hồ y như thế này. Đấy các bạn chờ một chút. Trong cái quá trình này nó đồng bộ này mất khoảng 30 giây hơn gần 1 phút các bạn ạ. Thì mình sẽ tua nhanh. Đây. Đấy, ngay sau khi nó đồng bộ xong thì cái mặt đồng hồ của chúng ta đã được thay đổi các bạn nha. Và trong đây nó có rất là nhiều cái mặt đồng hồ khác nhau cho các bạn tha hồ lựa chọn luôn. Đấy, và chúng ta có thể custom cái mặt đồng hồ như này bằng cách là bấm vào đây và có thể là chèn ảnh vào được. Như vừa nãy các bạn thấy là mình đã chèn ảnh vào các bạn ạ. Đấy, chèn ảnh vào. Các bạn thích chọn ảnh nào thì chọn các bạn nhá. Thì tôi không biết trở về kiểu gì ta. Nó còn nhiều tính năng nữa các bạn ạ. Trong cái đồng hồ này này, nó sẽ có là đồng bộ với tin nhắn với cuộc gọi với điện thoại này. Đấy, được chưa? Nếu các bạn không muốn kết nối cái đồng hồ này với điện thoại thì các bạn ấn unpair. Thì đây là một số tính năng của cái đồng hồ này. Đấy, nó còn có cả rung, cái đồng hồ nó có rung các bạn nhá. À, không biết là các bạn có nghe thấy không? Có nghe thấy rung không? Đấy, nó ỉ nha các bạn ạ. Rồi, thì có trên cái cài đặt của cái đồng hồ này sẽ có tùy chỉnh một số độ, ví dụ như là độ sáng này. Đấy, tối này, sáng này, sáng này, sáng này, này. Đấy, cài đặt này, reset đồng hồ này. Ở trong đây nó chỉ có cái info thôi các bạn ạ. Info là 1 này, đấy, độ sáng là 2, tắt nguồn là 3 và reset đồng hồ là 4. Đấy, chỉ có vậy thôi. Đơn giản như vậy. Đấy. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là đến cái màn tháo nó ra các bạn nhá. Thì có lẽ là cái đồng hồ này mình để mình dùng các bạn ạ, nên là mình sẽ tháo nó một cách hết sức cẩn thận. Và cái thứ hai nữa là tránh để mất cái tính năng chống nước các bạn nhá. Xem kiểm chứng cái cảm biến này nó có chính xác không.